Hello, cái chụp. Xin chào mọi người, mình là team bánh cục, lâu lâu mình được đi xa trường chơi nè. Thì cái tổ của mình đó là ở đảo Phillip Island á, là nhưng mà mình đi dạt qua bên Phillip Island chút xíu. À, ở đây là Inverloch. Ở đây có cái hang sư tử, ý hang khủng long. Ở đây nó rất nhiều hang khủng long.